Sau khi giành vé tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2018, đội tuyển U22 Việt Nam của huấn luyện viên Hữu Thắng bây giờ sẽ tập trung cho nhiệm vụ săn vàng tại SEA Games 29. Tuy nhiên, nỗi lo về thể lực của các học trò vẫn luôn ám ảnh vị chiến lược gia người xứ Nghệ. Điểm yếu về thể lực của U22 Việt Nam đã được bộc lộ rất rõ ràng trong trận đấu cuối tại bảng Y vòng loại giải U23 châu Á 2018 với Hàn Quốc. Điều này sẽ khiến huấn luyện viên Hữu Thắng và các thành viên ban huấn luyện ở U22 phải suy nghĩ, tính toán khi mà SEA Games 29 đang đến rất gần. Từ lâu, thể lực luôn là một vấn đề được quan tâm hàng đầu mỗi khi các đội tuyển bóng đá nam tập trung. Để cải thiện vấn đề này, kể từ khi được bổ nhiệm dẫn dắt các đội tuyển Việt Nam năm 2016, huấn luyện viên Hữu Thắng đã yêu cầu ban lãnh đạo VFF thuê huấn luyện viên thể lực đẳng cấp để cải thiện điểm yếu của các tuyển thủ. Sau những yêu cầu của huấn luyện viên Hữu Thắng, VFF đã thuê chuyên gia thể lực người Đức Martin Forkel làm việc ở các đội tuyển Việt Nam. Trong quãng thời gian U22 Việt Nam tập trung chuẩn bị cho vòng loại giải U23 châu Á 2018 và SEA Games 29, chuyên gia người Đức Martin Forkel cũng đồng hành cùng thầy trò huấn luyện viên Hữu Thắng. Vị chiến lược gia người xứ Nghệ đã rất tích cực cho các học trò rèn luyện những bài tập nhằm nâng cao thể lực. Chế độ dinh dưỡng cho các cầu thủ cũng được lãnh đạo VFF quan tâm nhiều hơn. Tuy nhiên, điểm yếu về thể lực của tuyển thủ U22 Việt Nam vẫn bộc lộ rất rõ khi đội đối đầu với một đối thủ mạnh nhất của châu lục như U22 Hàn Quốc. Ở trận đấu này, chúng ta có thể thấy rõ sự xuống sức của U22 Việt Nam trong hiệp đấu thứ hai. Nó khiến những pha tấn công trở nên thiếu chính xác ở những tình huống quyết định. Điển hình là việc tiền đạo Hồ Tấn Tài không thể tận dụng thành công cơ hội đối mặt với thủ môn của U22 Hàn Quốc để ghi bàn thắng cân bằng tỷ số 2-2 cho U22 Việt Nam, dù cầu thủ này vừa được tung vào sân chỉ ít phút trước đó. Tệ hơn, nó còn ảnh hưởng nghiêm trọng tới hệ thống phòng ngự. Theo đó, các hậu vệ và trung vệ U22 Việt Nam đã gặp rất nhiều khó khăn mỗi khi các tiền đạo và tiền vệ đội bạn bứt tốc để gây sóng gió về phía khung thành của thủ môn Tiến Dũng. Điểm yếu về thể lực khiến huấn luyện viên Hữu Thắng và ban huấn luyện U22 Việt Nam đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức hơn khi mà SEA Games 29, đội tuyển U22 Việt Nam rơi vào bảng B khá nặng và đá nhiều hơn các đối thủ tại bảng A một trận. Trao đổi với báo chí sau vòng loại giải U23 châu Á 2018, huấn luyện viên Hữu Thắng thừa nhận đây là điểm yếu cố hữu của U22 Việt Nam và sẽ nỗ lực cải thiện điều này trong thời gian tới để các tuyển thủ có sự cải thiện nhất định khi bước vào hành trình chinh phục tấm huy chương vàng tại SEA Games 29. Trong bài phát biểu của mình, vị chiến lược gia người xứ Nghệ cho rằng đã đến lúc các câu lạc bộ tại Việt Nam cần có riêng cho mình một chuyên gia về thể lực để giúp các cầu thủ cải thiện điểm yếu này.